Nhà sách Fahasa Đà Nẵng có quy mô 1 tầng hầm và 6 tầng kinh doanh với tổng diện tích sàn xây dựng gần 2.500 m². Tại đây không chỉ trưng bày hơn 80.000 đầu sách mà còn có hàng trăm ngàn sản phẩm văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, quà lưu niệm và đồ chơi trẻ em. Nhà sách cũng được chia thành nhiều khu vực trưng bày với thiết kế theo phong cách khác nhau, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng độc giả. Đặc biệt, không gian cà phê book hứa hẹn sẽ là nơi để độc giả có thể thư giãn, giao lưu ký tặng sách hay tham gia nhiều hoạt động văn hóa đọc khác. Cái hình thức giữa là bán sách và các cái văn phòng phẩm cũng như là đồ gia dụng ấy, thì nó sẽ làm cho cái người đến nhà sách có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Người ta có thể đem cả gia đình đến, rồi là trẻ con đến. Nhân dịp khai trương, nhà sách Fahasa Đà Nẵng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại, tặng quà cho khách hàng. Trong đó, hàng ngàn sản phẩm sẽ được giảm giá lên đến 50% từ sách quốc văn, ngoại văn, văn phòng phẩm cho đến đồ chơi trẻ em và quà lưu niệm.